Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Lao động, hiện nay tại Bình Dương, nhiều công nhân thất nghiệp về quê, hầu hết nhà trọ đều đặt bản, còn phòng trọ cho thuê nhưng không có ai hỏi. Nhiều ký ốt cũng bị trả mặt bằng để bản cho thuê lại. Khu đông đúc công nhân lao động một thời sầm uất sôi động, dễ sống, nay trở nên trầm lắng, khó làm ăn hơn. Khu dân cư Việt Sinh thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 8 năm 2023 vắng lặng hơn hẳn. Khu dân cư này nằm kế bên khu công nghiệp Vizip và nhiều công ty sản xuất ở khu vực quanh Thuận An, Dĩ An. Con đường này vào những năm trước đông đúc, tấp nập công nhân lao động và người buôn bán sôi động nhộn nhịp. Tuy nhiên, nay con đường này đã trở nên vắng lặng hơn, ít công nhân lao động và vắng cả những người buôn bán nhỏ. Tình trạng này đã kéo dài hơn 4 tháng nay. Hai bên con đường này có rất nhiều nhà trọ, hầu hết các nhà trọ đều để bản còn phòng cho thuê. Có nhà trọ trống 2 phòng, có nhà trọ trống 4 phòng, có nhà trọ 10 phòng thì trống đến 6 phòng. Dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị The, 63 tuổi, ngụ đường D36, khu dân cư Việt Sinh, cũng để bản cho thuê phòng trọ nhiều tháng nay. Theo bà The, từ đầu năm nay, công nhân bắt đầu ít có việc làm rồi thất nghiệp và về quê. Nhà trọ có 10 phòng trước đây đều kín hết. Giá mỗi phòng từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, công nhân thất nghiệp về quê trả phòng nên nhà trọ trống trơn, đặt bản cho thuê phòng trọ 4 tháng nay nhưng không cho thuê được, bà The nói. Những năm trước, công nhân ở đông, bà The mở quán tạp hóa buôn bán thêm cũng có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, nay khu nhà trọ vắng lặng, bà The cũng không buôn bán được gì hết. Tương tự ở nhà trọ của anh Đỗ Phương Đông cũng có nhiều phòng bỏ trống. Mình thấy các công ty xí nghiệp ít việc làm, có công ty toàn làm giờ hành chính, có công ty không có việc làm, công nhân nghỉ việc về quê luôn. Trước đây phòng trọ kín người thuê, khu này đông đúc sầm uất, ban đêm 11-12 giờ còn người đi lại nói chuyện rôm rã. Nay 8-9 giờ tối khu này vắng vẻ hơn, anh Đỗ Phương Đông, chủ nhà trọ ở phường An Phú, thành phố Thuận An chia sẻ. Công nhân thất nghiệp về quê bỏ lại phòng trọ trống không, anh Đông cho biết có 15 phòng trọ cho thuê nhưng đang trống 5 phòng. Khi ít người thuê trọ đi thì thu nhập giảm, việc buôn bán tạp hóa cũng ế ẩm, hầu hết các dãy trọ đều đã vắng công nhân. Trung bình các dãy trọ trống từ 30 đến 50% số phòng, nhiều ký ốt, nhà mặt tiền khu vực này trước đây kinh doanh sầm uất, nay người thuê trả lại. Khi công nhân lao động về quê, những người buôn bán nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Ông Trương Quang Đức, 65 tuổi, quê ở Tiền Giang lên Bình Dương sinh sống bằng nghề buôn bán quần áo nhỏ lẻ ở chợ. Trước kia công nhân lao động đông đúc, mỗi ngày ông bán được từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng tiền hàng, nay chỉ bán được 1-200.000 đồng, có ngày không bán được đồng nào. Ít ai có thể nghĩ rằng khu vực từng sôi động sầm uất, việc buôn bán sinh sống dễ dàng. Nay vắng công nhân lại trở nên trầm lắng, việc buôn bán kiếm sống đang trở nên khó khăn hơn, người dân đang từng ngày mong mỏi khu vực này trở lại sức sống như xưa. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Bình Dương có hơn 80.000 lao động mất việc, ngừng việc, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động. Trong đó ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ có số lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng nhiều nhất. Ít biến động lao động là ngành chế biến thủy hải sản, sản xuất linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử. Dự kiến đến cuối năm 2023, con số này sẽ còn tăng thêm 60.000 người. Hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhanh các thủ tục để giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, kết nối cung cầu lao động để điều tiết giữa nơi cần tuyển và nơi cắt giảm. Theo thông tin từ báo Lao động, những lao động thất nghiệp cố bám trụ lại ở Bình Dương đi qua nhiều khu công nghiệp đến các nhà máy công ty cung ứng lao động nhờ giới thiệu việc làm nhưng không được. Nhiều công nhân lao động thất nghiệp phải thốt lên, chưa bao giờ ở Bình Dương tìm việc làm lại khó khăn như lúc này. Những ngày này, cổng khu công nghiệp Vizip 1 thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương từ sáng sớm đã có từng tốp 3 đến 5 người đi tìm việc làm. Hầu hết họ là những lao động thất nghiệp, có người vừa mất việc, có người mất việc vài 3 tháng. Anh Lương Văn Thành, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, đã đi qua nhiều khu công nghiệp tìm việc làm nhưng chưa được. Thời điểm này không có công ty nào tuyển lao động ký hợp đồng lâu dài. Chỉ số ít tuyển lao động thời vụ, mỗi tuần chỉ làm từ 2 đến 3 ngày, thu nhập sẽ không đủ trang trải cuộc sống, anh Thành chia sẻ. Anh Nguyễn Xuân Việt, 36 tuổi, quê Đắk Lắk và một người bạn thất nghiệp 2 tháng nay. Cả khu công nghiệp chỉ có 2 công ty tuyển dụng nhưng công việc nặng, nhiều người vào rồi lại nghỉ.
Những năm trước, tôi có thể chọn công ty phù hợp để làm, nay tìm được việc làm, có thu nhập, đã là may, anh Việt nói. Anh Đỗ Ngọc An, 40 tuổi quê Bắc Cạn, đã thất nghiệp 2 tháng nay tâm sự. Chưa bao giờ tìm việc làm ở Bình Dương khó khăn như lúc này. Tôi dạo hết các khu công nghiệp nhưng không được tuyển dụng, chỉ mong tìm được việc làm có thu nhập 6-7 triệu đồng một tháng để lo cho vợ con qua thời điểm khó khăn này, anh An tâm sự. Ghi nhận thị trường lao động tại Bình Dương những tháng gần đây, hầu hết các doanh nghiệp chưa có đơn hàng mới, chưa tuyển dụng lao động. Trong các khu công nghiệp ở thành phố Tân Uyên, các công ty sản xuất đồ gỗ chỉ tuyển lao động có tay nghề, số lượng chỉ vài người, thông tin từ báo Lao động. Trong khi đó, tại thành phố Thuận An và Dĩ An, doanh nghiệp cũng chưa tuyển dụng lao động, nhiều công ty còn cắt giảm bớt lao động. Người lao động vào các khu công nghiệp Sóng Thần, Đồng An, VZip, nhưng dường như không có công ty nào tuyển dụng lao động. Trong bối cảnh trên, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động cũng phải tạm ngưng hoạt động. Nhiều văn phòng tuyển dụng lao động ở thành phố Thuận An đặt bản tạm ngưng tuyển dụng. Ông Trần Ngọc Lương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động Đức Lương cho biết, hiện nay khắp cả khu công nghiệp các nhà máy đều giảm về sản xuất, cho nên nhu cầu tuyển dụng lao động của các nhà máy là gần như không còn. Chỉ số ít nhà máy có đơn hàng đột xuất mới cần lao động thuê ngoài, lao động thời vụ, còn lao động chính thức của các nhà máy cũng gần như là không đủ việc làm. Các nhà máy đều giảm giờ làm, hoặc cho lao động nghỉ luân phiên, hoặc cho nghỉ phép để duy trì lao động dự phòng. Những lao động không có chuyên môn rất dễ bị cắt giảm. Hiện nay, người tìm việc rất đông nhưng không có việc để cho họ làm. Các đơn vị cung ứng lao động cũng gần như đóng cửa không có việc làm, ông Lương cho biết. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, thị trường châu Âu và Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi. Các doanh nghiệp chỉ có đơn hàng tỷ lệ từ 30-50%, tình hình chung hiện nay chưa có bất kỳ gì khởi sắc và trong 6 tháng cuối năm cũng như thế. Hiện nay có khoảng 200 doanh nghiệp tuyển dụng, số lượng chỉ khoảng hơn 3.000 lao động, tập trung lao động kỹ thuật, có tay nghề. 6 tháng đầu năm nay, số người lao động được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp là 55.000 lao động, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối tháng 5, tổng số lao động mất việc làm, giãn việc, thiếu việc vào khoảng 506.000 người, trong đó 270.000 người mất việc. Tình trạng mất việc, giãn việc rơi vào lao động nữ là phần nhiều và 3 triệu người chuyển về địa phương. Thời gian qua chủ yếu là người mẹ mang theo con. 10 nhóm ngành nghề sụt giảm nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất mạnh bao gồm du lịch, nhà hàng và khách sạn, dệt may và giày da, xây dựng và bất động sản, thu mua vật tư và cung vận, công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu, vận tải và logistics, pháp lý và hành chính, marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Số lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thôi việc, mất việc nhiều nhất, từ 49% số lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp là từ các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù thị trường lao động quý 2 tiếp tục duy trì đà phục hồi khi số người lao động có việc làm tăng, song nhiều doanh nghiệp ở một số ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, điện tử, điện vẫn buộc phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.